Nối tiếp series Iruma Rimuru Sensei gọi cậu kia, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng nhóm của Rimuru đã giúp cho các học trò của mình vượt qua lễ hội âm nhạc, và Rimuru còn tham gia với nhóm của Crossell trong màn biểu diễn Idol cùng với nhóm của Iruma. Mặc dù cả hai cuộc thi đã thành công tốt đẹp, nhưng chính thức nguy hiểm từ đây mới chính thức bắt đầu. Khi giờ đây, cả trường học Barbie đã có một tin đồn được lan ra, đó chính là Barbie có con người sinh sống. Vậy tin đồn đó là đến từ ai? Thì mọi người hãy cùng mình xem trong video của ngày hôm nay nhé! Những ngày tiếp theo, trên trường Barbie, những tin tức về con người có tồn tại bỗng dưng được lan tỏa. Ngay lập tức, Ba Lam sau khi nghe tin tức đó cũng đã tức tốc tiến đến vị trí của Rimuru để hỏi han xem lý do tại sao mà trong trường bỗng dưng có tin tức đồn đại như thế. Rimuru Sensei, tôi đã nghe những ngày gần đây tin tức về con người đang được lan tỏa bên trong trường học Barbie. Tại sao bí mật của Iruma lại bị bại lộ như thế? Thầy có biết lý do tại sao hay không? Rimuru trả lời, Ba Lam Sensei, sáng nay tôi cũng mới biết lý do thôi, tôi cũng mới trở về. Không ngờ những ngày này lại có thông tin về con người được lan ra. Nếu như tin tức này mà bị lộ ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Iruma. Không biết nhóc ta như thế nào rồi. Hình như cả Sullivan cũng đang điều tra tin tức này. Nhanh chóng, Rimuru, lý do cậu không biết là vì cả nhóm của Rimuru, Iruma, Lid, Ameri, Crossell mới từ lễ hội Idol trở về. Chẳng lẽ có kẻ lén theo dõi để tin thông tin này ư? CL lên tiếng. Em cảm nhận được có khí tức của lục chỉ chủng bên trong ngôi trường. Lục chỉ chủng ư? Bọn chúng hình như đã được Diablo thả đi rồi đúng không nhỉ? Thưa chủ nhân, thần đã nghe theo lời của ngài tha chết cho chúng. Đương nhiên là vết thương thần gây ra cho bọn họ không hề nhẹ. Trong thời gian ngắn như thế, chúng không thể hồi phục nhanh như vậy. Với theo thông tin thì có vẻ chúng đã biết Iruma là con người. Đó là một bí mật rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn với Iruma. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra lúc mà nhóm của Rimuru không có mặt? Bình thường tin tức con người xuất hiện, nó sẽ rất bình thường nếu ở nơi con người sinh sống hay ở thế giới Tensura. Tuy nhiên, ở thế giới ác ma này, con người gần như không hề được biết đến, không có tồn tại trong ký ức của các ác ma, mà bọn họ chỉ được nghe kể thông qua sách vở. Theo như Rimuru suy nghĩ, thì có vẻ như tin đồn này được lan ra nhằm chú ý đến Iruma, và người gây ra điều này chắc chắn đã biết về thân phận thật sự của cậu. Hiện tại trong Barbie, những người đã biết được Iruma là con người bao gồm Sullivan, Rimuru, Diablo, Opera, Ba Lam. Mặc dù tin tức này chưa chỉ rõ là ai, nhưng đây có lẽ là một lời thách thức nào đó của kẻ muốn tấn công Iruma sao? Diablo suy tính, thưa chủ nhân, có lẽ thần suy đoán có liên quan đến đám lục chỉ trùng kia. Iruma rất là nhiều lúc sở xuất, tiết lộ bản thân của mình là con người khi ở một mình. Tuy nhiên, thần vẫn cảm thấy còn một sơ hở và một thế lực nào đó đứng ở đằng sau giở trò. Quả nhiên, sau một khoảng thời gian, Iruma nhận được một lá thư từ Opera đến cho mình, nhằm để cho cậu gặp gỡ hai vị cháu trai của Tam Kiệt, cùng với đó là một lời công bố đến từ Sullivan về việc sẽ đề cử những ứng cử viên kế nhiệm ai làm ma vương đời tiếp theo. Đương nhiên là Rimuru không được đi cùng. Tuy nhiên, cậu đã nhờ Diablo giám sát tình hình ở bên đó, còn mình sẽ lo vụ việc tin đồn ở trường. Diablo bắt đầu theo sau Iruma. Anh ẩn đi sự hiện diện của mình, rồi bám sát lại Iruma. Sau khi đến tòa thành dành cho Tam Kiệt và Thập Tam Quan, ba cháu trai của Tam Kiệt là Di Levi, Leviathan, Lazy, cháu trai của Tam Kiệt Belio, Jaberi. Diablo nhìn thấy ba người này đều có phong thái của bậc đế vương, với cả hai đứa cháu kia cũng có cho mình sử ma rất mạnh. Phù 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 phù, trận chiến giành ngôi vị ma vương à, thú vị thật. Nếu đám người đó biết Rimuru Sama và ta là một ma vương thì sao nhỉ? Nhưng ở ma giới này, ma vương là một thứ gì đó quý hiếm đến vậy sao? Mà Rimuru Sama nói, ngài ấy có quen với ma vương tiền nhiệm sao? Diablo đã rời khỏi nơi đó, và ở nơi đây, Diablo đã nhìn thấy những thập tam quan của nơi này. Nhìn sơ lược qua, tất cả đám thập tam quan cùng là ác ma, nhưng Diablo là ác ma thủy tổ của thế giới khác. Anh có thể biết được kẻ nào có ác ý chỉ bằng ánh mắt của mình. Và một trong số đó chính là cái tên ba kia. Diablo cũng đã chứng kiến nhóm thập tam quan và Tam Kiệt bắt đầu màn khảo nghiệm ba ứng cử viên lên chức vị ma vương. Một kẻ thì muốn tạo ra một ma giới phải có luật lệ để mọi ác ma đều phải tuân theo. Một ma giới tự do có luật lệ nghiêm minh. Một tên thì muốn tạo ra một ma giới phải biết kẻ mạnh thì đứng trên đỉnh, kẻ yếu thì cắm đất mà ăn. Còn Iruma thì lại muốn tạo ra một ma giới giống với trường học Barbie. Đúng quả là một cậu nhóc hiền hậu ôn hòa. Diablo tiếp tục quan sát thì anh cảm thấy tên ba đó là kẻ có sát khí cũng như phản kháng nhiều nhất. Cái tên này đã vô tầm ngắm của Diablo từ giây phút này. Sau sự phản kháng kịch liệt của hắn thì Sullivan đã đồng ý cho tất cả thập tam quan đề cử ứng viên để trở thành ma vương. Sau khoảng thời gian đến nơi đó, Diablo đã về báo cáo lại cho Rimuru về tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Và khi Rimuru nghe tin đó, cậu cũng đã nhớ lại lần trước lúc mình gặp hắn ta. Quả nhiên tên này có vấn đề. Trong những ngày tháng dạy học ở trường, ở một khoảng thời gian sau kể từ vụ việc của các đề cử, những người có thể trở thành ma vương tiếp theo của ma giới,
thì bỗng dưng mọi thứ lại trở nên một cách hòa bình đến lạ thường. Vào thêm một năm sau, lúc này lớp cá biệt cũng đã lên năm 2 ở trường học. Đây là năm mà chính thức các học viên sẽ được dạy những pháp thuật tấn công. Tất cả bọn họ đã trải qua những sự kiện lớn nhỏ trong trường. Cho đến một ngày, Rimuru đột nhiên phát hiện trường có giáo viên mới. Nhưng hai kẻ giáo viên đó lại là người quen. Diablo lên tiếng: "Thưa chủ nhân, hai kẻ đó chính là hai kẻ trong nhóm của lục chỉ chủng đó thưa ngài. Có cẩn thận xử lý bọn chúng luôn trong ngày hôm nay không?" "Chính xác, một kẻ là Sida, một kẻ là Atori. Hai kẻ tàn ác đó bỗng dưng trở thành giáo viên trong trường Barbie thì quả nhiên là có vấn đề." Rimuru trả lời: "Không cần đâu, để ta xem bọn chúng muốn làm trò gì. Ta đoán chắc chắn chúng là những kẻ có liên quan đến việc tin tức Irma là con người bị lộ. Ta muốn lôi cái tên đứng ở đằng sau ra ngoài ánh sáng." Và quả nhiên, điều đó là hoàn toàn chính xác với suy đoán của Rimuru. Biến động ngay sau đó đã xảy ra. Trong một lần lớp cá biệt phải tham gia một cuộc thi kết hợp với các em năm nhất mới vào trường nhằm giúp lớp cá biệt thăng hạng. Cuộc thi mang tên Luật của Tan Nát Cõi Lòng. Cuộc thi này, lớp cá biệt từng học viên sẽ được phân chia ra với hai em lớp dưới năm nhất. Mỗi em lớp dưới sẽ giữ một quả bong bóng và đối thủ lần này của họ chính là các thầy cô trong trường. Bọn họ sẽ có một màn chạy rượt để phá nát hai quả bong đó. Nhiệm vụ của bọn họ là dùng đủ mọi cách, từ chạy trốn, chiến đấu, ẩn nấp để thoát khỏi bàn tay của thầy cô. Với bài thi lần này, quả nhiên đó là một đề tài khó cho lớp cá biệt. Tuy nhiên, đám học viên đã được Rimuru chỉ dạy cho những kỹ năng cũng khá là phù hợp với khả năng dòng dõi. Thế nên, cậu rất tin tưởng vào đám trẻ sẽ dễ dàng vượt qua. Diablo cũng rất đề cao Alice, nếu được huấn luyện một cách bài bản thì sẽ nhanh chóng có được sức mạnh. Trong quá trình Diablo giảng dạy cho Alice, hai người này có một nét tương đồng, đó là đều là một người muốn trở thành bề tôi trung thành cho chủ nhân sau này, gọi tắt là quản gia đấy. Diablo biết được kỹ năng dòng dõi của Alice không phải nhỏ, mà đó chính là sắc dục mị lực, một trong những khả năng dòng dõi cực kỳ mạnh mẽ, được truyền thừa từ người mẹ và gia đình của cậu ta. Đó cũng là một phần vẻ bề ngoài của nhóc này quá là xoái. Nhưng Alice gần như không hề muốn sử dụng khả năng dòng dõi của mình. Đó là lý do tại sao mà Diablo đã chỉ dạy cho cậu ta sử dụng hắc hỏa và Alice còn tự sáng tạo ra một ngọn lửa khác. Và ngày hôm nay, cậu ta đã sử dụng nó để chiến đấu với một người thầy với khả năng dòng dõi là lửa chính gốc, sử dụng ngọn lửa Irith, ngọn lửa màu tím. Diablo cũng đang chứng kiến Alice đánh với người thầy cũng sử dụng hỏa. Cậu ta chưa hề sử dụng hắc hỏa, ngọn lửa màu đen xanh, mà thay vào đó, Alice đã sử dụng ngọn lửa màu xanh lam. Những học viên khác cũng đang nỗ lực rất nhiều để chạy thoát khỏi các thầy cô. Bọn họ còn phải tạo dựng hợp tác nhằm ngăn cản con quái vật của trường, đó chính là hiệu trưởng Sullivan. Còn với Rimuru, cậu cũng là một giáo viên, nhưng cậu lại không hề muốn tham gia cái trò dạy dỗ này của các thầy cô trong trường với lớp cá biệt. Thời gian 60 phút, mà cứ thời gian càng thấp càng tăng cao. Đến cả hai ông thầy hạng 8 cũng tham gia, mà anh Rimuru tham gia nữa thì có mà toàn cả lũ. Chưa gì đã 6-7 đội bị loại rồi, mà còn hên là nhóc Iruma cũng biết chơi chiêu, đó là biến Kalego về hình dạng sử ma để bớt đi một con sói nanh của bên phía giáo viên đấy. Nói gọn lại là cái cuộc thi này các thầy cô lập ra như thể là muốn dạy dỗ đám học viên cá biệt hơn là thi mới đúng. Nhưng cái mà Rimuru để ý đến giờ đã có hành động ra tay. Tên thầy Atori kia trong lúc tấn công học sinh đã lộ ra vẻ mặt tan ác của mình. Hắn ta chính là ác ma nhện, một kẻ đã đánh cho sàn ốc bị trọng thương và muốn đem Iruma đi. Sức mạnh của hắn ta được tăng cường ngang hàng với thứ hạng 8, có thể đánh solo với Ba Lam. May sao tất cả các thầy cô đã kịp thời nhận ra nguy hiểm, lập tức viện trợ để giải cứu Iruma. Tên Atori đã bị bắt, hắn đã bị chính đồng đội của mình là Sida tấn công. Cô ta cũng là một người nằm trong lục chỉ chủng, nhưng không hề có ác ý với Iruma và mọi người. Diablo lập tức lên tiếng: "Thưa chủ nhân, chúng ta có cần phải ra tay hay không?" Nhưng Rimuru dường như đã nhờ CL nhìn thấy tương lai một điều gì đó thú vị nếu như mình tham gia và không tham gia giải cứu. "Không cần đâu Diablo, hãy mang thuốc hồi phục đem đến cho những học viên kia. Mọi chuyện này sẽ được giải quyết mà thôi." Mặc dù có Sullivan ra tay nhưng đã có một vị khách không mời mà đến, đó là cái tên Poro kia. Hắn đã phản lại người bạn cùng phục vụ mà vừa với mình để đi theo nhóm của kẻ đứng sau lục chỉ chủng. Một người mang sức mạnh, dù cho là cửu thập tam quan nhưng sức mạnh chỉ kém Sullivan một chút. Hắn đã cứu thoát cái tên Atori kia đi. Từ mọi thứ diễn ra thì Rimuru đã xác định được mối nguy hại lần này chính xác 100% là tên thập tam quan ba kia. Và Ri cũng có thể trực tiếp xử lý mọi thứ. Tuy nhiên, nếu để Rimuru ra tay hay Diablo xử lý thì việc giúp cho Iruma trở thành con người lên ma vương là một điều rất là khó khăn. Iruma muốn được tất cả các ác ma công nhận là ma vương thì phải tự tay cái điếu kẻ thù gây hại cho ma giới. Và chính cái tên ba đó là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch này của Rimuru. Cậu mỉm cười: "Cái tên đó đụng đến người của ta thì sẽ phải trả cái giá thật đắt, nhưng cái giá của hắn sẽ là mầm mống cho Iruma trở thành ma vương ở ma giới." Nói xong, Rimuru đã trở lại trường để chúc mừng hai đội thắng cuộc.
dù cho xảy ra tình huống xảy ra, nhưng cuộc thi thăng hạng của lớp đặc biệt vẫn không hề dừng lại. Nhóm của Iruma lập tức bị loại. Tất cả đã bị loại, chỉ còn lại hai nhóm, đó là Alice và Gia, và nhờ vào những khả năng dòng dõi của những đứa em năm nhất của bọn họ, Alice chính thức tăng lên hạng 5 và một em năm nhất tăng lên hạng 3. Mọi việc diễn ra sau khi cuộc thi kết thúc, đó là Sullivan trở lại thập tam quan. Cô nàng lục chỉ chủng Sida kia vì cứu Iruma một mạng, với cô ta không hề quá ý nên được miễn tội và tiếp tục làm giáo viên. Chưa hết, Opera cũng đã vì an nguy của Iruma nên cậu ta đã quyết định trở thành giáo viên luôn. Thực lực của cậu ta cũng là hạng 8 đấy, mà thánh này trở thành giáo viên thì đúng là ối rồi ôi cho cả đám cá biệt. Thánh Opera hành tụi nhỏ ra bã luôn. Còn mọi chuyện tại sao hai giáo viên này lại được vào trường, tất cả là có liên quan đến anh trai của Calego, tên là Manaberry Ernania, trưởng đội cảnh vệ đặc biệt của Sở Ma Quân. Một thời gian sau những vụ việc bên phía của Thập Tam Quan và Tam Kiệt đã có biến chuyển xảy ra, việc chọn lại và thay thế đề cử Thập Tam Quan đã được diễn ra. Trong số đó, anh trai của Calego và nhỏ tóc hồng Bachiko đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho Thập Tam Quan. Tất cả bọn họ sẽ được diện kiến các tam quan hiện tại và tam kiệt. Sau khi kết thúc, sẽ dự định bữa tiệc quý tộc Devi Kulum sẽ được diễn ra. Dự tiệc lần này sẽ là nơi công bố kế hoạch ứng cử viên sáng giá cho chức ma vương từ ba người cháu của tam kiệt. Và đây chính là sự kiện mà Rimuru và Diablo sẽ hoành hành để giúp cho Iruma sẽ trở thành ma vương trong tương lai. Sự kiện này, tất cả mọi người sẽ hóa trang đeo mặt nạ hoặc không lộ diện, cũng như phái nữ có thể gửi khăn mời người hộ tống mình. Iruma thì đã được Ameri đưa khăn rồi, cả bà Bachiko cũng thế, nhưng anh Iruma nhà ta nghe theo nhỏ vợ Ameri mà thôi. Còn Rimuru thì được Sullivan dùng quyền của mình để giúp cậu tham gia. Tuy nhiên, sau vụ việc mà Iruma là con người, đã có một số kẻ biết điều đó, nên Opera nhất định phản đối Iruma tham gia vì nơi này là nơi tập hợp tất cả những ác ma cấp cao mạnh mẽ nhất của ma giới tể tựu. Một con người như Iruma nhất định sẽ nguy hiểm nếu ở bên trong đó. Nhưng khoảnh khắc đấy thật bất ngờ khi một người đã xuất hiện ra tay bảo vệ Iruma, đó là mẹ của Alice, người nằm trong thập tam quan, sắc đầu Amordus Amaryllis. Với cả Rimuru cũng tham gia nên Opera cũng đã chấp nhận. Lúc mà Rimuru gặp phải bà mẹ của Alice thì ngay lập tức đã bị bà ta ôm trọn lấy vào người, rồi sau đó úp hai quả ngực vào mặt của cậu. Mặc dù trước đây Rimuru đã từng thấy bà ta trong thập tam quan, nhưng giờ lại được úp ngực vào thế này. Ôi, bé gái nhà ai sao mà đáng yêu thế này? Rimuru tức tối lắm. Này, tôi là trai, không phải gái nhé. Rimuru tưởng đâu là được thả ra, ai ngờ bà ta đã nhảy vào ôm chầm lấy Rimuru luôn. Ta biết mà, ta nghe con trai yêu dấu của ta kể về cậu rất nhiều đó. Sao cậu đáng yêu thế này? Cậu cho ta cảm giác rất giống với Iruma đó. Rimuru đã nhờ Ciel phân tích tất cả những người trong thập tam quan và biết được Amordus Amaryllis, sắc đầu của thập tam quan, một người với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, và bà ta nếu để nói là vô cùng nguy hiểm đối với cánh đàn ông. Hên rằng Rimuru đã nhờ Ciel áp chế lại tất cả sức mạnh của mình. Thế rồi cái ngày đến với lễ hội quyết định đó cũng đã đến. Lần này Rimuru đã đóng vai trò như vệ sĩ của Iruma. Diablo vẫn ngồi ở trên lưng của chủ nhân. Nơi diễn ra yến tiệc là một nơi nguy nga tráng lệ với tất cả những quyền lực nhất ma giới. Mà cái cảnh này với Ri khá là quen thuộc, nó xảy ra hoài với cậu cơ mà. Tam Kiệt, Thập Tam Quan và tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ để dự lễ hội yến tiệc lần này đây. Rimuru nói với Diablo rằng trong yến tiệc nhất định sẽ có một thứ thú vị xảy ra, và Ri đã nhờ Diablo làm một việc để mình chuẩn bị lên sàn. Lúc mà Tam Kiệt xuất hiện thông báo đi yến tiệc sẽ bắt đầu thì ba cháu trai của Tam Kiệt cũng đã đứng bên cạnh bọn họ. Sullivan là người lên tiếng. Vị ma vương mất tích đã từng nói rằng ma giới hiện tại đã rất hòa bình và xinh đẹp, nhưng cứ thế này thì sẽ không thú vị một chút nào. Ông ấy muốn hoa lá tranh đua, đừng có e sợ sự biến hóa. Nếu đã là ác ma thì phải tham vọng, ma giới ngày hôm nay sẽ lột xác ngay tại ngày hôm nay. Kế hoạch Trickster chính thức bắt đầu. Nghe xong, tất cả mọi người đã trở nên hồi hộp và la lớn để tận hưởng bữa tiệc. Tiếng đàn piano của một người đeo mặt nạ chó canh đã vang lên, và đó chính là người thầy Calego của Barbie. Trong khoảng thời gian đầu của sự kiện, tất cả bọn họ đã tận hưởng rất vui vẻ. Còn anh Ri nhà ta thì lại suy nghĩ. Nhớ mấy cái lần tham gia yến tiệc ở Tempest, quả thật là một ám ảnh khi Suna và Sion liên tục nhảy tranh nhau với mình. Quay trở lại vấn đề chính thì nói đến bữa tiệc hôm nay, câu chuyện chính đó là chọn ra thay thế tân thật tam quan và ứng cử viên trở thành ma vương. Nói đến những người được ứng cử trở thành ma vương đang được bàn bạc thì năm người đang ở vị trí dẫn đầu, đó chính là Ameri, con gái của một thập tam quan, Alice cũng là con trai của một thập tam quan, và ba cháu trai của Tam Kiệt. Nhưng cái thứ mà làm Rimuru để ý nhất đó là có một sự xuất hiện của một nhóm người đang bảo vệ một người nào đó vô cùng quyền lực, một người gần như có quyền lực cao hơn cả Tam Kiệt, được gọi là tộc ma thần. Ở ma giới này, ngoài ác ma thống trị ra thì trước lúc đó chủng tộc tối cao thống trị ma giới trước đó chính là ma thần.
Cơ thể họ là một thể với tự nhiên của ma giới và được cho là người bảo vệ sự tồn vong và cân bằng của ma giới. Và để duy trì ma giới, họ hình thành mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bất khả xâm phạm với tộc ác ma. Người ta nói rằng vận mệnh của tộc ác có thể dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của họ, đặc biệt là cái người đang được bảo vệ, đó chính là công chúa ma thần thượng cấp. Dù là trong các ma thần, cô ta cũng mang quyền lực mạnh mẽ nhất. Ma thần thượng cấp ma tộc, ma thần công chúa Sura, người có thể ra lệnh cho Tam Kiệt. Chỉ cần được công chúa nói ủng hộ thì gần như vị trí ma vương đã sớm định đoạt. Chưa hết, Rimuru còn nhìn ra trong đại sảnh này có hai người đang cháo vị trí với nhau. Một là Naberius Anina, thực chất là người đang giả dạng lại chính là cha của Ameri, còn vệ sĩ mà Ameri mang theo mới chính là Nania thật sự. Tên đó đã đến thăm dò Iruma và cố ý nói ra con người phải bị trừng trị, khiến cho Iruma vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Iruma đã được mẹ của Alice bảo vệ. Sắc đầu của thập tam quan, sức mạnh của người này rất mạnh. Thông qua ánh mắt thì Rimuru đã nhìn thấy cuộc chiến diễn ra, dù cho cả hai người đó đã tạo ra không gian chống nghe lén. Một bên thì là sói, một bên thì là độc như rắn bao quanh. Nhưng với sự đe dọa của một sắc đầu thì sói hoang vẫn không thể cưỡng cầu nổi sức mạnh của Amaryllis. Sau lúc mà Iruma gặp phải anh trai của Kalego xong thì thông báo về tân thập tam quan đã được công bố. Ngoài vị trí của ma vương ra thì vị trí của tân thập tam quan bao gồm có 4 người, nhưng chỉ có 2 người được chọn. Và đương nhiên, Rimuru rất muốn Bachiko sẽ đảm nhiệm trọng trách này. Cô nàng đã nói với Rimuru trước đó về việc nếu như trở thành thập tam quan thì cô sẽ tạo ra một thế giới cho Iruma, nơi mà con người như cậu có thể sinh sống ở ma giới. Ấy vậy nhưng khi công bố kết quả ra thì hai người được chọn lại không hề có Bachiko. Hiện tại, vị trí thập tam quan của ma giới, hai tam quan đã bị mất tích không rõ lý do. Thế nên, tân tam quan thay thế sẽ là Naberius Nania và Mephisto bàn ngoại. Sau khi nghe xong, đã làm cho Rimuru và cả nhóm của Iruma có chút thẫn thờ. Diablo lên tiếng: "Thưa chủ nhân, rõ ràng Sullivan trước đó đã nói Bachiko sẽ 90% trở thành thập tam quan cơ mà." Chưa hết, lúc đấy, cái tên ba kia, hắn ta mới bắt đầu lộ ra âm mưu. Hắn ta nói rằng vị trí của ma vương nên được bãi bỏ vì nó đã sống quá nhiều năm, cũng như không có một vị ma vương nào chịu ngồi lên nó cả. Lời nói của tên này đã khiến cho tất cả các ác ma sốc ngang khi hắn lại nói ra những lời như thế. Hắn đứng lên đấu khẩu với Sullivan rằng ma vương sẽ không bao giờ trở về nữa, làm cho Sullivan vô cùng tức giận. Quả thật, vị ma vương đó chưa từng nói sẽ trở về, nhưng cũng không thể loại bỏ vị trí ma vương. Nếu như một ngày không xa, ngày ấy sẽ xuất hiện. Đúng lúc trong khoảnh khắc đấu khẩu vô cùng căng thẳng đó thì một thập tam quan mất tích đã xuất hiện. Ông ta chính là thực vực Behemoth trong cơ thể khổng lồ đã tấn công vào nơi diễn ra yến tiệc. Tên tam quan này kể từ ngày hôm đó đã trở thành một kẻ phản bội, gây náo loạn hội trường, tấn công các ác ma, và ngay lập tức một cuộc chiến xảy ra. Kỹ năng dòng dõi của tên này chính là toàn thực Delicious, cho phép nếu ông ta nhận thức đó là đồ ăn thì vị tam quan này có thể ăn bất cứ thứ gì. Thứ mà ông ta ăn sẽ được biến đổi thành ma lực, trọng lượng hay là sức mạnh cơ bắp và khiến cơ thể ông ta cũng phình to ra. Năng lực mạnh mẽ, chỉ cần mở miệng thì vạn vật sẽ là của thực vương. Ngay sau, Rimuru cảm thấy cái năng lực này cũng có một phần tựa với bạo thực vương Beelzebub trước kia của mình. Cậu đã tạo ra một lá chắn bảo vệ tất cả những hành khách. Rimuru muốn xem thử cách chiến đấu của những người trong thập tam quan này là như thế nào. Người đầu tiên ra tay chính là cha của Ameri, người đang giả dạng thành anh trai của Kalego, đánh hạ tên Behemoth. Nhanh chóng, những người khác cũng đã xuất trận để chấn áp Behemoth bằng cách gắn chặt lại miệng của hắn ta. Dường như hắn ta liên tục nói lớn rằng vị trí thập tam quan là của hắn. Nhưng từ khi quan sát, Ri dường như phát hiện tên này đã chịu sự khống chế và ép buộc nói ra những lời đó. Vậy suy rằng có kẻ đứng ở đằng sau nơi này. Trong cơn hoảng loạn, lúc mà tên thực vương kia muốn tấn công công chúa ma thần, thì Iruma và Alice chuẩn bị bắn ra một mũi tên bọc lửa, chuẩn bị hạ gục Behemoth. Nhưng cả hai đã bị một thế lực nào đó ngăn cản lại. Và người đó cả hai đều biết. Chính lúc nguy cấp thì người ra tay cứu công chúa từ tay Iruma và Alice lại là cái tên ba kia. Hắn đã sử dụng một cây thương kỳ lạ hạ gục thực vương thành công, cứu công chúa ma thần, khiến công chúa cảm động với màn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy lòng thành công nàng ta, khiến cho tất cả mọi người phải sửng sốt. Sau vụ việc đó, Tam Kiệt vì trong lúc hỗn loạn chỉ chú ý vào các cháu trai của mình nên đã hộ giá trễ cho công chúa ma thần Sura kia. Kết quả là tên Tam Quan Ba đã trở thành anh hùng, vừa được công chúa ma thần cho quyền lực ngang hàng với Tam Kiệt. Nhưng sau khi chứng kiến mọi thứ diễn ra thì Ri đã không thể nhân nhượng thêm được nữa. Cậu bắt đầu dò xét tất cả những người trong hội trường và biết được cái tên Dan Kirigo, nhóm lục chỉ chủng cũng đang có mặt ở đây. Việc này chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau sai bảo. Và rồi trong buổi tiệc đó, một bá khí ma vương đã được lan tỏa ra. Nhưng bá khí này đã được Xiao sửa lại thành bá khí ma vương của Dekila, vị ma vương đã mất tích của bọn họ, làm cho tất cả mọi ác ma sửng sốt.
uy áp của bá khí này, đó chẳng phải là ma vương sao? Và khi luồng khí uy áp đó phóng ra chiếc nhẫn của Iruma bỗng dưng phát sáng, như thể nó cảm nhận được một thứ gì đó. Vậy Rimuru sẽ giải quyết mọi chuyện này như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video cuối cùng của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người trong các video sau.